Chào mừng quý cô bác đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Em xin chúc quý cô bác ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Hôm nay lại làm một món chay từ chả lá chay nữa đây. Hôm nay chả lá chay em sẽ mang đi hấp với rau cần ống nha. Chả lá chay hấp rau cần quý cô bác dùng để ăn với cơm nè, hoặc là gói với bánh tráng, rất là ngon. Chả lá thì dai dai cùng với mùi thơm của rau cần nữa, mà món này thì cuốn bánh tráng á, thì ngon vô cùng luôn. Cách làm thì siêu đơn giản. Chỉ cần có chả lá và rau cần ống là được rồi. Còn nếu không dùng chả lá thì quý cô bác có thể thay thế bằng đậu hũ trắng cũng ngon nữa. Giờ thì em xin mời quý cô bác vào bếp và cùng thực hiện với em nha. Nguyên liệu siêu đơn giản luôn ạ. Đây là phần chả lá chay mà em làm từ video hôm trước nè. Cần thêm một ít hành, rau cần ống, vài trái ớt. Nếu quý cô bác thích cay thì có thể sử dụng nhiều hơn. Ăn kèm thì có dưa leo nè, rau sống thì xà lách, ngò rí. Làm nước mắm chay chua ngọt thì em sử dụng ớt băm, tỏi và cà rốt cắt sợi, đường, hạt nêm chay, nước cốt chanh. Cần thêm một ít bánh tráng nữa nha. Và nước mắm chay, thêm một ít dầu ăn nữa. Nguyên liệu chỉ đơn giản như vậy thôi. Bây giờ thì quý cô bác cùng làm với em. Món hấp này là món nhanh gọn và đơn giản nhất. Em sẽ cắt cái phần rau cần ống này ra thành những cái đoạn cho vừa ăn. Phần lá thì để bên trên, còn phần cọng thì em sẽ để bên dưới như thế này. Xếp phần cọng vào một cái đĩa, sau đó thì cho chả lá chay lên trên. Nêm gia vị vào đây gồm đường và hạt nêm chay. Rồi thì dùng lá rau cần ống đậy lên trên và mang cái đĩa này đi hấp cách thủy nha quý cô bác. Đợi nước sôi thì cho cái đĩa này vào hấp, khoảng 3 đến 5 phút là được. Hấp lâu quá thì rau cần ống sẽ không còn độ xanh mướt. Do chả lá là nguyên liệu đã chín cho nên thời gian hấp cũng rất là nhanh. Giờ thì em sẽ cho cái đĩa này vào trong cái nồi và bắt đầu hấp thôi. Thời gian em hấp là 4 phút nha. Trong thời gian đó thì đi pha nước mắm chay chua ngọt. Em sử dụng 2 muỗng canh nước lọc, 2 muỗng canh nước mắm chay, 1 muỗng canh đường và 1 muỗng canh nước cốt chanh, trộn đều lên. Sau đó thì cho vào đây, cho vào nước mắm chay, ớt băm, tỏi và cà rốt cắt sợi. Nước mắm chay làm như thế này là nhanh gọn đơn giản, nhưng nếu muốn ngon thì quý cô bác nên nấu cùng với nước khóm thì làm nước mắm chay sẽ thơm ngon hơn. Còn sử dụng đường và chanh thì tùy theo khẩu vị của quý cô bác mà dùng nha. Nước mắm chay chua ngọt cũng đã có, bây giờ thì đi kiểm tra xem cái đĩa hấp như thế nào. Quà đã chín rồi, rất là thơm luôn. Bây giờ thì lấy ra, thêm một ít bánh tráng nữa là có bữa chay ngon lành rồi. Cho lên trên thêm một ít hành ớt, chế thêm một ít dầu nóng lên trên. Em đã hoàn thành xong món chả lá hấp với rau cần rồi. Bây giờ thì dùng cơm thôi quý cô bác ạ. Mà hôm nay món này em ăn cùng với bánh tráng nha. Rau, thêm một ít dưa, nước mắm chay chua ngọt. Xin chúc quý cô bác có những bữa chay thật là ngon miệng nha. Còn bây giờ video của em đã hết rồi. Rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian theo dõi video của em nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Quý cô bác nhấn nút đăng ký kênh để xem món ăn chay mới mỗi ngày nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác video sau. Chúc quý cô bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.